là một tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ. Vùng đất Phú Yên được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, níu chân du khách bốn phương. Những đồng lúa mênh mông bát ngát, những đàn bò thần thơ là một hình ảnh không thể thiếu của vùng quê Phú Yên. Đến với Phú Yên, bạn có thể thấy những con đường đất dọc các làng chài, cảm nhận cơn gió mát ngọt từ cây cỏ, thụ cảm hồn quê từ hoạt động sinh sống của những người dân. Buổi chiều êm ả, cùng cảnh đẹp đồng quê mộc mạc của xứ Nẫu. Phú Yên, vùng đất nằm khiêm tốn giữa Bình Định và Khánh Hòa. Không có vẻ đông vui nhộn nhịp như phố biển Nha Trang nổi tiếng, nhưng vùng đất này vẫn có cho mình những nét duyên thầm bởi vẻ đẹp hoang sơ, chưa được khai thác du lịch nhiều và khung cảnh bình yên hiền hòa cùng sự chân chất dễ gần của người dân nơi đây. Phú Yên còn được ưu ái với tên gọi rất ư là dễ thương, rất ư là đặc biệt, đó là xứ Nẫu. Hơn 400 năm trước, 3.000 lưu dân miền Thanh Nghệ đã theo Phủ Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh, được coi là vị khai quốc công thần của Phú Yên, vào đây mở cõi. Cha ông thuở nào đã gửi gắm nguyện ước về một tương lai giàu có và yên bình vào những tên làng, tên xã, nơi biên viễn trời Nam. Do đặc điểm vùng đất mới còn hoang hóa, dân cư thưa thớt, các đơn vị hành chính ở đây có những nét đặc thù. Dưới cấp huyện có cấp thuộc, dưới thuộc là các đơn vị hành chính gọi là các phường, các nậu. Nậu là tổ chức quản lý của nhóm nhỏ cùng làm một nghề. Người đứng đầu gọi là đầu nậu. Ví như nậu nguồn là nhóm người khai thác rừng, nậu này chỉ nhóm người làm muối. Sau này, các đơn vị hành chính đã bị xóa bỏ, khái niệm nậu chỉ dùng để gọi người đứng đầu một nhóm người. Vùng Bình Định Phú Yên không phân biệt rạch ròi cách phát âm, vậy nên nậu còn được đọc thành nậu và sau này biến thành nẫu. Và người dân nơi đây thường tự hào gọi vùng đất của mình đang sống với cái tên xứ Nẫu. Đến với xứ Nẫu, du khách sẽ có cảm giác thật thoải mái, yên lành như đang ở ngôi nhà của mình. Gây cảm tình với du khách từ những cảnh đời thường, tính cách con người xứ Nẫu dung dị, cho đến những cánh đồng lúa xanh rì, mát mắt, thơm lừng, hay những con đường quê lộc cộc tiếng xe bò thật yên bình, nhẹ nhàng, dập bóng dừa xanh cùng những món ăn ngây ngất đậm đà. Tất cả đã tạo nên một Phú Yên êm đềm, quyến rũ, thanh bình, là một điểm dừng chân thú vị không thể bỏ qua trên hành trình khám phá non nước Việt Nam.